Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe và những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Khởi tố giám đốc người Trung Quốc buôn lậu hàng hóa hàng trăm tỷ đồng. Bộ Công an chính thức khởi tố Vũ Nhôm về tội đưa hối lộ. Phát hiện nhóm thanh niên ở Nghệ An dùng gậy ba khúc đánh người đi đường, cướp tài sản. Chủ tịch xã xây nhà trái phép ở Hà Tĩnh, kiêng đầu năm chưa họp kỷ luật. Bắt hai thuyền trưởng bỏ trốn trong đường dây 200 triệu lít xăng giả. Không chịu đo nồng độ cồn, tài xế ở Lạng Sơn bị phạt 35 triệu đồng. Tạm giữ nghi phạm đột nhập cửa hàng FPT trộm điện thoại ở Khánh Hòa. Khởi tố vụ chặt hạ cây giáng hương cổ thụ tại Gia Lai. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin khởi tố giám đốc người Trung Quốc buôn lậu hàng hóa hàng trăm tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 3 trao đổi với phóng viên, một đại diện phòng cảnh sát kinh tế PC03 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông He Wenchen, 34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Solar Technology và bà Đỗ Thị Ngọc Mai, nhân viên phụ trách xuất nhập khẩu của công ty này về tội buôn lậu. PC03 Công an tỉnh Bắc Giang cũng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của hai bị can và thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến hành vi buôn lậu. Trước đó, qua công tác nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài trên địa bàn, PC03 Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Solar Technology, địa chỉ tại lô B1, B2, khu công nghiệp Đình Chám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, nhập khẩu hàng hóa là tấm pin năng lượng mặt trời. Bước đầu, PC03 Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ, từ năm 2020, ông He Wenchen cùng bà Đỗ Thị Ngọc đã nhiều lần mở tài khoản thể hiện nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất, nhưng thực tế là nhập khẩu hàng hóa thành phẩm để bán cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Số lượng hàng hóa hai bị can đã nhập lậu ước tính có giá trị hàng trăm tỷ đồng. PC03 tỉnh Bắc Giang tiếp tục đấu tranh với các bị can để điều tra, làm rõ vụ án. Tin tiếp theo, Bộ Công an chính thức khởi tố Vũ Nhôm về tội đưa hối lộ. Ngày 5 tháng 3, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 về tội đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ Luật Hình sự 2015. Ngoài Vũ Nhôm còn có Hồ Hữu Hòa, 37 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An cũng bị khởi tố lần này về tội môi giới hối lộ. Quyết định khởi tố hai bị can trên được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Theo Thiếu tướng Tô Ân Sô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đang điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại thành phố Hà Nội theo quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-VPCQ-CSĐT-P4 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, C01 đã ban hành các quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, môi giới hối lộ và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ, quyết định khởi tố Phan Văn Anh Vũ. Riêng bị can Hòa, C01 đã quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hòa về tội môi giới hối lộ. Phan Văn Anh Vũ đang phải chấp hành nhiều bản án khác nhau. Đây là vụ án thứ 5 mà Phan Văn Anh Vũ phải đối mặt. Trước đó, năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bắt Vũ Nhôm về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Trong vụ án này, cuối tháng 7 năm 2018, Vũ bị phạt 9 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm, Vũ được giảm án 1 năm tù. Cuối tháng 12 năm 2018, trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, Vũ đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng. Vũ bị tuyên phạt 17 năm tù. Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm còn bị kết tội trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà đất công tại Đà Nẵng và vụ án vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ vụ án liên quan đến Vũ Nhôm. Tin tiếp theo, phát hiện nhóm thanh niên ở Nghệ An dùng gậy ba khúc đánh người đi đường cướp tài sản.
Ngày 5 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản. 4 đối tượng đều rất trẻ, độ tuổi 16-18, trú ở các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn. Đây là các đối tượng bỏ học sớm, ăn chơi lêu lổng. Trước đó, ngày 24 tháng 2, Công an huyện Nghĩa Đàn nhận được tin báo của anh NVS, sinh năm 1990, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, về việc bị cướp tài sản. Cụ thể, khi anh S về đến khu vực Dốc Tối thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đuổi theo, áp sát, dùng gậy 3 khúc đánh vào vùng đầu. Choáng váng, anh S dừng xe thì bị các đối tượng tiếp tục dùng vũ lực, đồng thời uy hiếp, lục soát người anh S, lấy đi 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone, một chiếc ví bên trong có 15 triệu đồng. Công an Nghĩa Đàn nhanh chóng huy động lực lượng xác minh và xác lập chuyên án để điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã phát hiện các ổ nhóm thường hoạt động cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 48. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ và tài liệu, ngày 27 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn áp dụng biện pháp bắt giữ thành công 4 đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. Tin tiếp theo, Chủ tịch xã xây nhà trái phép ở Hà Tĩnh, kiêng đầu năm chưa họp kỷ luật. Tháng 11 năm 2020, một số trang báo đã phản ánh về việc ông Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, xây nhà trên đất nông nghiệp thuê của xã, nhưng các phòng ban cấp huyện không xử lý. Đến ngày 3 tháng 12 năm 2020, toàn bộ ngôi nhà gỗ ba gian được xây tường cùng mái tre đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, huyện Thạch Hà, cơ quan quản lý trực tiếp ông Quân vẫn chưa có hình thức xử lý nào đối với hành vi xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Phương Thủy, trưởng phòng nội vụ huyện Thạch Hà cho biết, sau khi có thông tin phản ánh, ông Quân đã nhận thức được vấn đề và tiến hành tháo dỡ nghiêm túc. Với thái độ cầu thị, ông Quân đã làm bản tự kiểm điểm, nghiêm túc kiểm điểm cá nhân đối với những vi phạm nói trên. Về hình thức kỷ luật đối với ông Quân, bà Thủy thông tin, vụ việc xảy ra trước Tết, thời gian này các đơn vị đều bận triển khai các nội dung Tết. Đầu năm chưa họp hội đồng, nhưng huyện đã yêu cầu tổ chức kiểm điểm tại đơn vị, sau đó trình lên huyện để xem xét mức độ vi phạm. Cũng theo bà Thủy, từ trước tới nay, đối với cán bộ công chức mà vi phạm, dù lỗi thế nào thì đều bị xử lý nghiêm túc. Có những trường hợp hội đồng đưa ra để xem xét, nhưng chưa đủ điều kiện kỷ luật nên lưu hồ sơ để gắn với đánh giá xếp loại cuối năm. Quy trình sẽ làm nghiêm túc, phía địa phương đã làm rồi nhưng huyện thì đầu năm mới nên kiêng họp hội đồng xem xét kỷ luật, bà Thủy nói. Nói về hướng xử lý, bà Thủy chia sẻ, nội vụ muốn xử lý ở mức độ nào thì phải căn cứ vào mức độ vi phạm của cán bộ công chức. Nội vụ chỉ tiếp cận sau khi toàn bộ các phòng ban liên quan đã làm rõ sai phạm của ông Quân. Về việc huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư công trình vi phạm hay chưa, bà Thủy nói, để tôi kiểm tra các phòng liên quan xem thế nào rồi thông tin lại. Về vụ việc này, một lãnh đạo huyện ủy Thạch Hà cho biết, mặc dù ông Quân là đối tượng thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý, nhưng thường trực huyện ủy đã thống nhất ông Quân thuộc sự quản lý trực tiếp của ủy ban. Do đó, nếu ông Quân có vi phạm thì ủy ban xử lý trước. Ủy ban đề xuất như thế nào thì huyện ủy sẽ căn cứ để có phương án xử lý tiếp theo. Cuối năm vừa rồi, ủy ban có kiểm điểm nhưng chưa thấy báo cáo sang huyện ủy. Tin tiếp theo, bắt hai thuyền trưởng bỏ trốn trong đường dây 200 triệu lít xăng giả. Thưa quý vị, liên quan đường dây 200 triệu lít xăng giả, sáng ngày 5 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bắt được hai thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07, Nhật Minh 09 là Dương Văn Mẫn 43 tuổi, ngụ Nam Định, Trịnh Xuân Mơ 37 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, tối ngày 6 tháng 2, khi lực lượng công an tiếp cận các tàu nằm trong đường dây 200 triệu lít xăng giả đang đậu trên sông Hậu, thì những người trên hai chiếc tàu Nhật Minh 07, Nhật Minh 09, trọng tải mỗi chiếc 1.500 tấn, đã ngoan cố chống trả, đâm va vào tàu của lực lượng chức năng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai thuyền trưởng nói trên cũng bỏ trốn. Sau đó, các đối tượng trên hai tàu đã sơn sửa lại nhằm qua mắt lực lượng công an và trốn tại cầu cảng sông Hậu, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, Sóc Trăng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 24 tháng 2, Công an Đồng Nai đã tìm thấy và tạm giữ hai tàu này. Theo Công an Đồng Nai, việc bắt được hai thuyền trưởng của tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 là một trong những kết quả quan trọng của công tác đấu tranh đường dây 200 triệu lít xăng giả. Thêm cơ sở để củng cố, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan. Tin tiếp theo, không chịu đo nồng độ cồn, tài xế ở Lạng Sơn bị phạt 35 triệu đồng.
ngày 5 tháng 3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với một tài xế vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, người bị xử phạt là ông LVH, 36 tuổi, trú tại thành phố Lạng Sơn. Ông Hát chính là người không những không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn mà còn dùng điện thoại live stream trên Facebook kèm lời lẽ không hay đối với cảnh sát giao thông. Theo công an, ông Hát bị xử phạt 5 triệu đồng về lỗi điều khiển xe ô tô không có giấy phép lái xe, 600.000 đồng về hai lỗi điều khiển xe ô tô không mang theo giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ông Hát bị phạt 35 triệu đồng với hành vi điều khiển xe ô tô không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Tổng các mức phạt đối với ông Hát 40,6 triệu đồng. Trước đó vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 15 tháng 2, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại km 15, quốc lộ 1A phát hiện tài xế Hát điều khiển ô tô con biển số 12A145. Thời điểm kiểm tra, ông Hát không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy phép đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Đồng thời, cảnh sát giao thông phát hiện tài xế này có dấu hiệu sử dụng rượu bia, yêu cầu đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành và liên tục sử dụng điện thoại ghi hình, phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook hơn một tiếng với lời lẽ không hay đối với cán bộ làm nhiệm vụ. Chuyển sang tin tiếp theo, tạm giữ nghi phạm đột nhập cửa hàng FPT trộm điện thoại ở Khánh Hòa. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Bảo, 18 tuổi người địa phương, về tội trộm cắp tài sản. 2 giờ cùng ngày, quản lý cửa hàng FPT trên đường Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh phát hiện có người đột nhập nên đã báo công an. Ít phút sau, lực lượng công an huyện Diên Khánh có mặt phát hiện nghi phạm đang trốn trên trần nhà. Bảo bị khống chế sau đó cùng một bao tải. Kiểm tra nhanh, cảnh sát tìm thấy trong bao tải có 18 điện thoại di động iPhone và Samsung. Theo quản lý của cửa hàng FPT, tổng giá trị của 18 chiếc điện thoại trên gần 538 triệu đồng. Ngoài ra, cảnh sát thu giữ một đèn pin, dao, một xe máy của nghi phạm. Tại cơ quan công an, Bảo khai chạy xe máy đến cửa hàng FPT, sau đó trèo lên mái nhà rồi đột nhập vào trong để trộm cắp. Tin tiếp theo, khởi tố vụ chặt hạ cây giáng hương cổ thụ tại Gia Lai. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 3, Hạt Kiểm Lâm huyện Ca Bang cho biết đã khởi tố và chuyển cơ quan điều tra vụ khai thác cây gỗ giáng hương trên địa bàn. Khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng, đoàn liên ngành huyện Ca Bang phát hiện tại tiểu khu 82, lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Krongpa, địa giới hành chính xã Krong, huyện Ca Bang, Gia Lai, có một cây gỗ giáng hương cổ thụ bị cưa hạ trái phép và 4 cây gỗ SP7 bị đổ lây. Trong đó, cây gỗ giáng hương bị cắt hạ bằng máy cưa, cành, nhánh và lá cây vẫn còn xanh. Mở rộng hiện trường kiểm tra theo dấu hiệu vận chuyển gỗ, lực lượng chức năng phát hiện một xe công nông chế có tời và một bãi tập kết gỗ gồm 6 hộp gỗ sẻ, chủng loại giáng hương, khối lượng 3,51 mét khối. Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định cây gỗ giáng hương bị cưa hạ trái phép có khối lượng 7,568 mét khối, 4 cây gỗ SP7 có khối lượng 6,398 mét khối. Tổng khối lượng gỗ của vụ khai thác gỗ trái phép là 13,996 mét khối. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.